chị tuổi gì đó Mẹ con tuổi Quý Tỵ. chị Mẹ con tuổi Quý Tỵ, à, tuổi Ngắn á. chị con tuổi ngọ nhất canh điền nhịn đúc tam phương tiện, con tuổi ngọ hả, nhất à, thìn dần mẹo thìn tỵ, tuổi tuổi tỵ ha, nhất canh điền nhì canh bút, con tuổi ngọ, con học giỏi lắm á, con học giỏi à, trong lớp con giỏi cũng như Diễm Hương vậy à, hồi nhỏ á, mà tuổi con không có mừng ruộng được, à, nhất canh điền nhì canh bút, con làm cái nghề nào con cầm cái viết tối ngày đó là con cái nghề đó của con đó, con khá được, còn nếu ví dụ bây giờ con chán cái nghề đó mà con nó muốn lập vườn mà ruộng hay mua bán thất bại luôn luôn, nó không có trúng cái nghề nghiệp của con, bị dần mẹo thìn tuổi tỵ, chị thì tuổi tỵ nè, con tuổi ngọ nè, nhất canh điền gì canh bút, con gầy cái viết con nghèo, cái nghề của con là nghề làm bằng cây viết, mà hồi nhỏ con học giỏi, hồi nhỏ con học giỏi Dạ lắm. đúng rồi, nhỏ con học giỏi. Về hỏi chị cái, ê, anh cái hồi nhỏ con học sao này kia, Dạ ông con học anh giỏi. chị nói lại con biết, hồi nhỏ xíu à, hồi học lớp 1, lớp 2 đi, chứ không phải mà giỏi tới lớn mới giỏi đâu, giỏi tới lớn thì tất nhiên cái trí não của mình nó đầy đủ hết, thầy cô đó là hấp dẫn cho mình rồi đó, còn buông ra ngoài đời con nói chuyện không thua ai đâu, con nói chuyện không có thua, không thua người ta, bị gì cái số mạng của mình mà. À, nói về nói chuyện á thì đúng là ông Út nói đúng, con giống như là con có duyên ăn nói á, nhưng mà con lựa người nói. Út ơi, ông Út ơi, giống như là con lựa người nào mà như ông Út vậy nè đó, am hiểu này cũng thích lắm, để con còn học hỏi thêm nữa. Vậy là con phải làm gì thì phải có cây bút. Chừng nào khát nước nói bẻ chai dừa uống nha, chứ đừng có uống nước trong bình ở đây ông Út nấu uống nó quen ở bụng. Con đi lại chảnh đi về dưới này mà con uống nước như ông Út thì cái bụng nó khác, cái nó khác thường Nó lại. đào phải không? Không, Ừ. Ông Út nói đúng. Con uống ở bên chỗ ông này nè. Con nguyên cả bụng luôn. Dạ đúng luôn. Nó giống như tự nhiên thay đổi á. nó thay đổi Dạ. chứ Cái đâu nguồn phải nước. là nước ấy đâu, tại nước nào cũng sạch, nước này nước ra uống cũng sạch Ông đó, bởi đâu vậy phải. ai lại á thăm ông Út á, ông Út thường thường trồng dừa đây rồi này kia đó là tất nhiên để uống nước chứ không có bán ai cả. Mà con nói ông Út nghe nè, nhiều người nói á là không tin vào tâm linh á. Và con ví dụ ông Út nghe, con là bản thân con không thấy ma, con không có thấy nha, nhưng mà sao mà con đến một chỗ nào đó vắng nhà hoang hay gì đó thì con cảm nhận là xương sống của con là vỡ ốc hết trơn. Cái con ngồi con làm cái gì giống như cái vật liệu đi con để đây một hồi nó dịch chuyển thôi đó, mà ông muốn tin không? Con tuổi trẻ mà con không tin, con phải tin không muốn đúng không? Mẹ con hồi xưa kể chuyện, mẹ con nói hồi xưa là âm thịnh dương suy nên là xảy ra nhiều lắm. Hồi mẹ con 17 18 tuổi đó thì mẹ con đi làm, hồi đó nghèo quá không có đồng hồ nghe ông Út, cái xong rồi nhìn nhìn mặt trời mà hơn bữa đó là sáng trăng thì mẹ con tưởng 4 5 giờ, ai giờ mới có 2 giờ sáng à. Mẹ con phải chèo thuyền với dì Tư con á, chèo thuyền để đi ra ra đồng này kia. Trời, ông Út thấy mình bơi đây, nó bơi ngang đây nè, thấy rõ ràng luôn. Mà mẹ con thì mẹ con nói mỗi lần gặp má mẹ con hay ấn gì nè, ấn tay nhà ấn ý nè, cái đầu mẹ con đọc giảng sanh, chú giảng sanh là bắt đầu là nó không có nhé. Với hồi đó mình đi bắt cóc nhái ông Út, nó chỗ đúng 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 đúng. Nhưng mà thời xưa thì con không nói đi, còn thời nay nè, như thời của con đúng không, con không có thấy nhưng mà hiện tượng thì con cảm nhận được, nó có hiện tượng luôn ông Út. Có con chứ không phải không có đâu, nhưng mà cái chỗ nào con gần mình lên đó, con chứng kinh lớn đó, là con gần mình lên ha, người thấy hộ mạng của con đó,
là như vậy con biết rồi, con niệm Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Dạ. niệm Quan Thế Âm thì bây giờ hồi đó Quan Thế Âm mắc cái nạn quá lớn mà Quan Thế Âm không cầu mở được, mà chứng do đắc quả được rồi. Quan Thế Âm có hứa nếu như sau này ai có kêu tên Quan Thế Âm, ai có hoạn nạn gì thì cho chư thần nghĩa là lại hộ trì liền. Dạ, con niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó con niệm cái đó Dạ, hàng ngày là con sau chuỗi này nè, cái con lặng lặng á, cái con niệm, đi. con niệm hoài luôn, giống như con đi đâu á mà con hơi té gấp gì á là con mô Phật, mình gấp quá đó mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, mà gấp quá thì mô Phật. Bởi vì con nói ông Út nghe là thời xưa thì đúng là có, nhưng thời nay ông Út biết sao không? Nhiều tuổi trẻ như bản thân con cũng tuổi trẻ nè, không thấy thật, con không có thấy nhưng con cảm nhận, giống như là mình đến một chỗ nào đó, giống như là như đi ngang nhà quan, đi nhà bỏ quan á ông Út, thường thường người ta nói ở ngoài á không có nhiều nghĩa địa thấy giống gì bằng nhà quan, thì đúng sự thật luôn, nhà quan thì nó có ông Út ơi, con thấy nhiều người nó như là nó lạnh sống lưng á, nó có cảm giác nó lạnh lắm mà gió da gà cho mất luôn. Đó Còn con đến nhà Út là không có nha, con hồi nãy đi xuống sao đập cái đá bình thường không có cái gì luôn không Út, tại vì con có hơi nhạy cảm á, giống như chỗ nào là con dọn da gà nhưng mà chỗ nào thì con thấy không có thiệt nha ông Út, nghe rõ không, nghe rõ. giống như hồi nãy con đi một mình ở dưới á, cái con đập nó đá đó ông Út, con không cảm nhận cảm giác gì trơn, mà con đi lại chỗ khác á là con có nghe không, con giống như cảm nhận là dọn sống lưng dọn ốc vậy kia, là bắt đầu niệm Phật liền. Con nói thôi tôi biết rồi, thôi tôi xin phép nha, xin phép các vị tôi phúc mày đây cho tôi ghé đây chút, thí dụ vậy đó, tôi biết rồi thôi tôi xin phép nhà kia rồi xong không có gì chứ, giống như là con nói thường thường ta nói âm nhất âm dương đồng nhất lý gì đó. Dương gian âm thủ đồng nhất lý mà. Dạ rồi, bởi vì con suy nghĩ vậy cái mình xin phép thì mình nói chuyện cơ, mình nói thầm thầm á, thôi cho nói trong lòng á ông Út, thôi cho con xin phép đi, con ghé đây này kia nọ đó, rồi rồi xong chút con cũng về đó, con ở nhà trọ hay là con ở đâu cũng vậy con cũng xin phép, con nói gì nè, tôi tin là cái này nhà của tôi nhưng mà các vị ở trước nên tôi thôi cho tôi xin phép đi, ở đây là tạm thôi, trước sau ai cũng về cái nhà riêng của mình là cõi trời đó ông Út biết không, như ông Út là ông Út ăn là nó hiền, sau này ông Út được giảng sanh về cõi A Di Đà đó, con tin vào điều đó đó ông Út, cái nên là con xin này kia xong rồi cái là hết, bởi đừng nói là không nghe nha Út, mọi người nghe đó hiểu hết. Nó cũng như là mình á, đi dòm trong tấm kính nè, Dạ. mình mà cung ta mình thôi tổng thì tổng thôi lại mình Dạ đúng ạ. đó. Còn nếu ví dụ mình đi tới đâu mà mình lễ phép với người ta là tôi đi tới đây là tôi vô tôi ở đậu đây đêm 2 đêm hay là 5 bữa, mình hỏi người ta một tiếng Dạ. tiếng hỏi trời mất tiếng lời nói chẳng mất gì mua, mà Dạ. mình nói vậy đâu có tốn tiền mà gì, Dạ đúng ạ. nhưng mà người ta hài lòng Dạ đúng. đó. Con đúng là mình giống như là mình tôn trọng. Đó tôn trọng cái người ta tôn trọng là mình. Giống như con cũng con đi đâu á, tại vì mẹ con á là hay dạy con từ nhỏ đến lớn là thứ nhất á là mình á con gái lời ăn tiếng nói là một, tư cách nhân phẩm là hai, cái đức hạnh của con gái cũng rất là cần, mình đi đến đâu mình cũng phải có ý tứ nết na đó, thì con với mẹ con cũng nghiêng về tâm linh, mẹ con am hiểu á ông Út, mẹ con am hiểu về tâm linh á, mẹ con cũng chỉ cho cách cho con đi đâu cũng vậy mình cũng phải thưa trình, mình xin phép thì mình sẽ thỏa mãn được.